Xin chào quý vị và các bạn. Vậy là sau rất nhiều ngày chờ đợi thì chúng ta đã chính thức được gặp mặt mẫu 7 series 2020 với một cụm đèn hậu chuẩn theo xu hướng hiện đại ngày nay. Và đúng như dự đoán thì chiếc BMW 7 series 2020 sẽ được chia sẻ thiết kế ngoại thất từ mẫu SUV hạng sang cỡ lớn X7 hoàn toàn mới. Sự hiện diện của cụm lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng nay đã được mở rộng hết cỡ với 8 thanh được đặt dọc ốp kim loại mỗi bên. Viền vẫn là chất liệu kim loại mạ chrome sáng bóng. Theo BMW chia sẻ thì cặp lưới tản nhiệt này lớn hơn phiên bản cũ tới 40%, và điều này khiến cho phần đầu của xe BMW 7 series mới cao hơn bản cũ 2 inch. Cụm đèn pha như quý vị và các bạn có thể đang thấy ngay lúc này đã được thiết kế lại với cấu hình mỏng hơn và được trang bị công nghệ laser light của BMW, sẽ có sẵn như là một tùy chọn cao cấp hơn với hệ thống đèn LED tiêu chuẩn. Đặc biệt là phần mui xe đã được thiết kế lại với các đường nét, chúng ta nhìn vào tôi đã cảm giác được cái sự hung hãn, hung hăng hơn một chút so với cả thế hệ trước. Gương chiếu hậu cũng đã được tinh chỉnh lại. Cản trước giờ đã có bộ khuếch tán không khí trên các cánh cửa hút khí để làm mát cho hệ thống phanh. Tiến ra phần sau của xe thì các bạn cũng nhận được rất nhiều sự thay đổi. Tổng thể thì chúng ta sẽ có một cái phần đuôi rộng hơn, đèn hậu được thiết kế mỏng hơn và có một thanh ánh sáng trải dài trên phần đuôi giống như những đối thủ như Audi A8. Nếu mà để xét về sự hoàn thiện ở vẻ bề ngoài thì các mẫu 740i và 745e sẽ được trang bị bánh xe 18 inch tiêu chuẩn. Các mẫu 750i có bánh xe 19 inch tiêu chuẩn và M760i sẽ có bánh xe 20 inch như tiêu chuẩn. Tiến vào bên trong khoang nội thất thì chúng ta sẽ không có quá nhiều sự khác biệt đâu ạ, vì hầu hết các thay đổi đều nằm ở phần công nghệ và được cập nhật thêm rất nhiều với các chất lượng vật liệu được cải thiện. Chiếc 7 series 2020 có cụm đồng hồ phía sau vô lăng là một màn hình kỹ thuật số với sự kết hợp cùng màn hình thông tin giải trí lớn nằm trên táp lô kích thước khoảng 12,3 inch như trên mẫu 8 series. Và vô lăng đã được tinh chỉnh một chút với viền mạ chrome. BMW có tuyên bố rằng họ đã cải thiện được tất cả khả năng cách âm của xe bằng cách thêm nhiều tấm chắn, nhiều tấm cách nhiệt hơn và cách tăng độ dày của kính nhiều lớp. Vâng, đối với một mẫu 7 series thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái sự yên tĩnh tối đa nhất mà chúng ta có thể cảm nhận được ở bên trong khoang cabin của một mẫu xe. Quan trọng hơn nữa là 7 series 2020 nhận được những thay đổi lớn nằm ở hệ thống truyền động của xe. Ngoài những cải tiến cho số tự động 8 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh X-Drive thì dòng 7 series cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và thân thiện hơn với môi trường trên phiên bản 745e X-Drive thay thế bản 740e X-Drive Fuel. Biến thể này sử dụng một động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 280 mã lực. Ngoài ra còn có một động cơ điện tạo ra 113 mã lực nữa và mô men xoắn cực đại là 264 Nm. Khối động cơ được kết hợp này sẽ tạo ra tổng công suất lên tới 389 mã lực và mô men xoắn là 594 Nm ở chế độ thể thao. Sự kết hợp này sẽ cho chiếc xe có khả năng chạy nước rút từ 0 đến 96 km/h chỉ mất 4,9 giây và BMW còn cho biết 745e sẽ có bộ pin lithium ion cải thiện với công suất 12,0 kW so với 9,2 kW của mẫu cũ. BMW chưa đề cập đến việc 745e có thể đi được bao xa bằng năng lượng điện. Chiếc BMW 750i X-Drive 2020 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép được đại tu, giờ đây sẽ tạo thêm 80 mã lực so với mô hình cũ, giúp nó đạt công suất 523 mã lực trong khoảng từ 5.500 đến 6.000 vòng trên phút.
mô men xoắn được tăng thêm 100 Nm lên tới con số 750 Nm, xin thưa quý vị và các bạn. Và vòng tua máy sẽ được trải từ 1.800 tới 4.600 vòng trên phút, hứa hẹn rằng chúng ta sẽ có một khả năng tăng tốc ở trong cái giải tốc độ vô cùng hấp dẫn quý vị và các bạn ạ. BMW tuyên bố rằng nó có thể chạy nước rút từ 0 đến 96 km/h trong 3,9 giây. Và các tùy chọn hệ dẫn động khác bao gồm động cơ 6 xi lanh tăng áp cho công suất 335 mã lực trong các mô hình như 740i và động cơ V12 tăng áp kép, sở sinh công suất lên tới 600 mã lực cho chiếc M Performance của mình. Hiện tại thì mức giá của chiếc 7 Series 2020 chưa được công bố và sẽ có mặt tại các đại lý vào khoảng tháng 4 năm 2019.